Nằm giữa cảnh quan hùng vĩ của Vịnh Hạ Long, đảo Tuần Châu như một điểm chấm phá sinh động cho bức tranh cuộc sống con người nơi đây. Cùng với ước mơ lớn, chúng tôi kiến tạo một kiệt tác mới mang hơi thở của một thương cảng sầm uất nhất Đông Nam Á. Tuần Châu Marina, viên ngọc sáng giữa lòng kỳ quan thiên nhiên thế giới. Tọa lạc tại vị trí kim cương, Tuần Châu Marina sở hữu vị trí phong thủy đắc địa, với thế tựa sơn hướng vịnh, mang lại nhiều giá trị cho chủ nhân. Là một điểm đến lý tưởng, dễ dàng kết nối từ nhiều điểm khác nhau, cách Hà Nội hơn 130 km, nhưng chỉ mất 90 phút di chuyển với đường cao tốc Hà Nội Hạ Long, dễ dàng tiếp cận từ sân bay Vân Đồn trong 60 phút và 30 phút để đến với dự án từ trung tâm thành phố Hải Phòng. Với mong muốn tạo lập một cuộc sống thượng lưu giữa lòng Tuần Châu, chúng tôi mang đến một tổ hợp kinh doanh và nghỉ dưỡng có quy mô lớn, đầu tiên tại hòn đảo Ngọc. Sở hữu một hệ thống bến cảng và bãi đỗ thủy phi cơ đẳng cấp, Tuần Châu Marina trở thành một thương cảng nhộn nhịp và sầm uất bậc nhất vùng vịnh, đem đến những giây phút hạnh phúc thăng hoa và tận hưởng sắc màu cuộc sống thượng lưu cùng những dịch vụ giải trí đáng mơ ước. Trung tâm giải trí đa dạng, rạp chiếu phim hiện đại và sống động, cùng spa sang trọng, mang lại những phút giây thư thái, yên bình giữa thiên nhiên. Hệ thống sân golf được thiết kế đặc biệt, tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất, dành cho các nhà vô địch hàng đầu thế giới. Tuần Châu Marina tự tin mang đến một nền tảng kiến thức cho thế hệ tương lai với trường quốc tế chất lượng cao và đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm. Là điểm sáng của tổng thể dự án, hệ thống shop house được đầu tư kỹ lưỡng và chăm chút trong từng chi tiết, trở thành một không gian tiện ích tích hợp nhiều chức năng. Căn shop house không chỉ là nơi kinh doanh mà còn là căn nhà ấm áp đầy tiện nghi, mang lại nhiều giá trị sống cho gia đình bạn. Phong cách thiết kế đa dạng, khắc họa cuộc sống của những thương cảng nổi tiếng, Tuần Châu Marina như một thế giới thu nhỏ giữa lòng phố cảng, với hệ thống khách sạn mini sang trọng cùng nội thất tinh tế được bài trí một cách thông minh, tạo ra một không gian sống đẳng cấp nhằm mang đến một cuộc sống năng động với những sắc màu tươi sáng. Chúng tôi dành tặng cho những cư dân tuyệt vời nơi đây một không gian sinh hoạt tập thể đầy thú vị với con phố đi bộ đậm chất châu Âu. Tận hưởng cuộc sống tuyệt vời tại vùng đất thiên đường. Tổ hợp shop house và mini hotel đẳng cấp. Tuần Châu Marina, một sản phẩm của tập đoàn Gamie.